giữa núi rừng phía bắc. Sáng ngày 10 tháng 9 năm Giáp Thìn, khi thiên nhiên bất ngờ nổi giận, cũng là lúc tai họa ập đến. Đất đá từ trên núi trôi cao hơn 1000 mét đổ sập xuống thôn làng nổ. Một tiếng nổ kinh hoàng. Trời ơi đau đớn xót xa. Cháu lạc.
rằng tình hình